Khi đang dọn dẹp chuẩn bị đóng cửa hàng thì bỗng nhiên một nhân viên bị nhóm côn đồ xông vào chém tới tấp bất kể sống chết. Vụ việc này xảy ra vào ngày 7 tháng 5 vừa qua khi video clip quay cảnh này được đăng lên mạng và nhiều người xem đều nổi cả da gà và hết sức phẫn nộ vì hành vi côn đồ của băng nhóm giang hồ. Liên quan đến đoạn clip về vụ chém người manh động tại shop quần áo Kiều Liên thuộc phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, chiều hôm qua, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Bình Tân đã tiến hành bắt khẩn cấp 3 đối tượng thủ phạm gây ra vụ chém người này. Tại cơ quan công an, hai đối tượng Nhân và Vũ khai trước đó có mâu thuẫn nên đã cầm theo hung khí đến shop quần áo Kiều Liên của một người tên Trong để trả thù. Tuy nhiên, khi đến cửa hàng, Nhân và Vũ lầm tưởng anh Nguyễn Thành Trung, nhân viên của shop là ông chủ, nên lao tới chém tới tấp vào người anh Trung, khiến nạn nhân bị thương nặng ở đầu, vai, tỷ lệ thương tật là 64%.